Chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim cũng như các bác đam mê săn bẫy. Thì hôm nay em lại tiếp tục xin giới thiệu tới các bác một cái mẫu lều. Đây là cái mẫu lều ngụy trang để phục vụ cho các bác là đi săn bắn hoặc là đi bẫy chim thì sử dụng rất là thích hợp. Còn khi các bác mua lều ấy, cái phụ kiện nó được gói gọn ở trong đây. Và đây là cái lều tự bung thì nó được liên kết với nhau bởi những cái khung thép ở bên trong ấy. Rất là dễ, các bác không phải lắp ghép, nó đánh thì cơ động. Các bác có thể di chuyển từ điểm này tới điểm khác và thu gọn thì nó rất là dễ. Đây cái lều đây. Còn những cái phụ kiện các bác được nhận kèm thì các bác được nhận kèm theo những cái ghim này. Đây là cái ghim nhé, cái ghim để cọc đây. Đối với các bác nào đánh cố định thì các bác có thể ghim xuống để tránh cái tình trạng mà gió nó to á, nó thổi nó sẽ bay lèo. Còn tách ra lèo thì nó đơn giản thôi các bác. Đấy, các bác vung như thế này là được này. Đấy, bốn mặt luôn. Đối với một cái lèo mới ấy, thì về các bác rũ ra nhé. Đấy, các bác cứ rũ mạnh tay vào. Bởi vì đây là cái khung carbon. Mới về thì nó đang theo lớp thì nó chưa được vuông lắm. Nhưng mà các bác sử dụng 1-2 lần thì nó sẽ vuông như thế này. Đấy thì một cái lều ngụy trang thì nó màu nó sẽ là lá cây cỏ khô. Đấy như thế này, rất là đẹp. Chiều cao của nó thì nó có hai loại đồng tiền giá nhau. Một loại là 1m, một loại là 1m1. Còn đây là cái loại 1m1 này. 1m1 thì nó rộng hơn. Đấy, phù hợp là cho hai anh em. Đấy, hai anh em ngồi bên trong như thế này. Đây là cái cửa vào. Vải này thì chất vải cực kỳ là mát nhé. Đấy, sử dụng vào mùa hè thì rất là mát, còn mùa đông thì rất là ấm. Đấy. Các bác có thể thấy đây. Khi các bác sử dụng thì các bác ép vào những cái cành cây như thế này, đấy, những cái bụi cây. Thì có thể nhìn thấy từ xa thì nó sẽ không lộ bất cứ một cái vấn đề gì cả. Con chim ở bên ngoài, con thú các bác bẫy ấy, thì nó sẽ không phát hiện ra. Thì các bác có thể xem cận cảnh cái những cái pha chim bổi đánh chim mồi hoặc là bẫy những cái con thú thì nó sẽ được vào gần. Còn đây là cái cửa để vào nhé, vào ngồi nhé. Đấy thì các bác vào thì các bác có thể kéo khóa. Đấy, kéo khóa lên thì nó sẽ kín như thế này. Còn về những cái mặt hồi, đây mặt hồi đây thì nó có những cái lỗ khóa như thế này. Đấy, các bác có thể kéo ra. Đấy, các bác kéo ra như thế này. Bên đây có khóa này. Đấy, các bác kéo ra thì nó có một cái tấm lưới đen ở bên trong để tránh cái tình trạng là con chim bổi hay là con những cái con vật các bác đánh nó nhìn trực diện vào thì nó sẽ thấy người. Đấy, nó sẽ nhìn vào thì nó sẽ không thấy này. Còn các bác nhìn ra thì rất là thoáng ấy. Còn về bên đây trước mặt nhìn ra cũng vậy này. Đấy, cũng đều có khóa này. Còn cái lều này thì cực kỳ là kín nhá. Đấy, kín, bao kín từ chân này. Đấy, chân nha các bác này, chân dưới đáy này rất là kín này. Và bên trên cũng vậy. Thì cũng là cái thời tiết là bắt đầu vào hè rồi. Đấy, chuyển sang thu rồi thì các bác lên sắm cho mình một cái lều như thế này để đi săn bẫy, để tránh cái tình trạng là muỗi dĩ này, vắt này, rắn này. Đấy, những cái con vật nó có thể tấn công trực diện các bác được. Đấy, còn về bên trong để nhìn ra đây thì em sẽ quay lại cận cảnh cho các bác xem là nhìn ra bên ngoài nó sẽ như thế nào nhé. Đây này. Đấy, đối với những cái cửa này nhìn ra ngoài thì rất là thoáng nhé. Nhưng mà từ ngoài nhìn vào trong thì lại không nhìn thấy gì. Đấy, còn cửa này nữa. Đấy, đối với cửa này này, các bác này. Các bác có thể nhìn thấy, nhìn ra rất là thoáng nhé. Đấy, nhìn rõ vào một luôn nhưng bên ngoài thì nó sẽ không nhìn thấy vào. Đấy, một cái lều như thế này thì chỉ có giá là 350.000 đồng thôi. Đấy, trong đó đã có cước vận chuyển rồi. Đấy, các bác mua hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn cái cách thu lều thì nó đơn giản. Đấy, các bác kéo xuống như thế này. Đấy, kéo hết khóa vào. Bởi vì cái lều này cũng rất là nhẹ đâu. Đấy, các bác kéo hết khóa. Những cái khóa nào các bác sử dụng rồi thì các bác kéo vào thì khi gập lại thì nó sẽ gọn gàng hơn nhé. Đấy, còn cách gập lều thì các bác... lưu ý nhé, đây là cái lều tự bung, nó tự ghép này, nó bốn mặt. Đấy, bốn mặt khung thép liền với nhau thì các bạn ốp vào như thế này. Đấy thì sử dụng một vài lần thì nó sẽ sử dụng một vài lần thì cái lều nó sẽ theo lớp. Đấy, sử dụng thì rất là dễ. Đấy, các bác thì trước khi ấy vào thì các bác mở cái này ra. Đấy, để cho cái không khí này, không khí nó sẽ đẩy ra nhé. Đấy, nó đẩy ra thì nó sẽ xẹp cái lều lại xuống. Còn nếu các bác kéo chặt khóa thì không khí ở bên trong nó sẽ không thoát ra, bởi vì đây là cái lều cực kỳ kín nhé. Đấy, phần này thì các bác chỉ cần mở ra như thế này, các bác ôm lại như thế này. Đấy, ôm lại như thế này, quay ngược lại. Đấy, xoáy thì các bác xoáy theo chiều kim đồng hồ nhé, một chiều kim đồng hồ, một chiều ngược lại thì cái lều nó sẽ vào lép như thế này. Đấy, nó sẽ gập lại như thế này. Đấy, gập lại như thế này thì rất là gọn này. Đấy thì các bác đút vào đây như thế này. Đây nó có một cái túi đây. Các bác đút vào. Đút vào thì những cái phụ kiện các bác được nhận kèm ấy thì đây là dây này, dây ghim lều, ghim chân lều này. Đấy, các bác đút hết vào đây.
Và các bác kéo lên như thế này là xong. Đấy, mẫu lều này rất là rẻ nha, phù hợp nhé, phù hợp đối với các bác nhé. Đấy, ok. Đây là có một cái dây sách này, đấy, các bác có thể đeo lên đây như thế này. Đấy đi. Đấy thì một cái lều như thế này thì giá cả thì em cũng báo rồi. Đấy, để được mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề video em sẽ đăng tải. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.